Xin chào tất cả các bạn Trong bài học hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những phím tắt các bạn thường sử dụng ở trong phần mềm After Effects Như các bạn đang thấy ở đây tôi đã có một cái list danh sách liệt kê các cái phím tắt mà chúng ta vẫn thường dùng Ở đây đầu tiên chẳng hạn Phím để chúng ta mà có thể chọn tất cả các loại đối tượng Phím tắt của chúng ta là phím Ctrl A Phím để bỏ lựa chọn một đối tượng nào đó Các bạn có thể bấm phím F2 hoặc phím Ctrl Shift A để đổi tên một player, một project hay một com, các bạn ấn Enter ở trên bàn phím. Để mở một đối tượng lựa chọn, các bạn ấn Enter. Cộng đấy một số trên ở khu vực bàn phím. Để mở rộng một thư mục trong project, effect các bạn ấn Shift Down. Để thu lại một mục ở trong project, effect các bạn ấn Shift Up. Nhân đối tượng như layer, mask, effect, text, Animator các bạn ấn Ctrl cộng D tức là ở đây các bạn kích đúp nó lên để thoát các bạn ấn Ctrl Q để hủy thao tác hay quay lại thao tác cũ các bạn ấn Ctrl Z trong khu vực cửa sổ công cụ Activating thì chúng ta có một số phím tắt như sau công cụ Selection Tool như các bạn đã thấy ở đây thì phím tắt là nút V với công cụ Hand Tool phím tắt là nút H công cụ phóng to thu nhỏ là Zoom nút Z công cụ thu nhỏ nữa mà chúng ta thường dùng với zoom là các bạn giữ nút ALT cộng click chuột. Công cụ để xoay các bạn sử dụng phím tắt là phím W. Công cụ vẽ là ALT cộng W. Các công cụ camera thì phím tắt là phím C như các bạn thấy ở đây, chúng ta có các cái loại khác nhau, check X, y, check Z, uh, bit camera. Công cụ pen B2 thì phím tắt là nút Y. Trong khu vực cửa sổ layer thì chúng ta có một số hệ thống phím tắt như sau. Để các bạn tạo một layer solid mới, các bạn ấn Ctrl Y. Để tạo một layer trống, các bạn ấn Ctrl cộng Alt cộng Shift cộng Y. Để tạo một layer điều chỉnh, các bạn ấn Ctrl cộng Alt cộng Y. Để lựa chọn một layer, bằng việc dùng số, các bạn có thể ấn phím từ 0 đến 9 trên bàn phím. Để bỏ lựa chọn nhiều layer, các bạn ấn Ctrl Shift A. Để hiện ẩn cột parent, các bạn ấn Shift cộng F4 để hiện ẩn cột chuyển và cột chế độ các bạn F 4 để mở hộp thiết lập solid line camera nun hoặc adjustment layer các bạn ấn Ctrl Shift I -E. để tạo một pre com layer các bạn ấn Ctrl Shift C để mở hộp effect cho layer các bạn ấn Ctrl Shift T để đảo các layer trong timeline các bạn ấn Ctrl Alt R để di chuyển đến đầu hay cuối của một cái com mà các bạn đang làm việc các bạn ấn Alt Home hoặc Alt End để khóa một layer nào đấy các bạn ấn Ctrl L để mở khóa layer các bạn ấn Ctrl Shift L hệ thống phím tắt tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là hệ thống phím tắt ở trong cửa sổ timeline thì đầu tiên đó là để các bạn có thể tìm kiếm ở trong khu vực timeline này thì các bạn ấn phím Ctrl F để hiển thị các thuộc tính Anthropoid các bạn ấn nút A để hiển thị mức âm thanh các bạn ấn phím L hiển thị thuộc tính Mask Filter các bạn ấn F hiển thị đường Mask các bạn ấn M hiển thị thuộc tính mask opacity các bạn ấn hay lần nút t để hiển thị opacity các bạn ấn phím t hiển thị thuộc tính vị trí position của layer các bạn ấn phím p hiển thị rotation và orientation các bạn ấn r hiển thị square các bạn ấn s hiển thị thuộc tính hiệu ứng các bạn ấn e và hiển thị keyframe các bạn ấn u như vậy là tôi đã vừa giới thiệu qua với các bạn danh sách tất cả các phím tắt mà các bạn thường xuyên sử dụng ở trong phần mềm after effects các bạn không cần thiết phải nhớ tất cả các hệ thống phím tắt này, tuy nhiên thì các bạn nên nhớ một số lượng phím tắt tương đối đặc biệt là trong những khu vực quan trọng mà các bạn thường xuyên hay làm việc như là khu vực timeline, khu vực layer cùng với các phím công cụ. Vì nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chỉnh sửa hay xây dựng một project một cách nhanh chóng hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau.